chết này. Mặc thề luôn. Mày chết. Chết mẹ. Lên này, lên này. Ui, con này to lắm. Ôi, chết này. Mẹ rồi, mẹ rồi. Mẹ, chắc rồi. Mẹ, nhà của cháu Hải Ngô à. Hải Ngô nhanh lên, Hải Ngô đi săn hồ ngô. Hôm nay dẫn theo cần thủ Hoa Đại Nhân nữa. Đấy, hôm nay là Lộc lại bắt đầu cuộc hành trình săn hàng câu cá, săn hàng bằng cần tay, lục cần tay nhé. Ai đến điểm câu nhá. Hả? Số 8 à? Cái hồ này là cái hồ nhỏ nhỏ thôi. Cái điểm câu này thì hôm vừa rồi Lộc và Hải đã dọn và câu buổi rồi. Buổi hôm đầu tiên là câu được một con cá mè nó kéo tuột dây đầu cần ấy, cho nó bơi lên trên này. Lộc may mắn là Lộc bơi ra Lộc bắt được. Đấy. Hôm nay thì Hải sẽ ngồi ở đây câu, Lộc sẽ chuyển sang bên kia. Hoa Đại Nhân. Ấy, cái đường này đi hơi khó. Ui ui ui, vướng cái gì dây gì đây. Chỗ này toàn cây và gai không à. Đây, điểm câu của Lộc đây nhá. Đấy. Cái điểm này thì hôm vừa rồi Lộc lặn dọn là nó, nói chung là cây không là cây luôn, cây cực kỳ nhiều luôn. Phía bên của Hải thì ít cây hơn. Cái hồ này nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà là nó có cá vược này, cá mè này, cá chấm này, cá chép này. Nhưng mà cá mè thì nhiều hơn. Đấy, cá vược nhiều thứ nhì. Cá chấm, cá chép thì Lộc quan sát camera hôm vừa rồi thì gần như là rất là thưa. Có hình như là có cá chấm có con, cá chép có con. Con náo nàng cuối cùng đấy. Hiện tại thì bên này có một cái máy nổ người ta tưới cái vườn rẫy bên trên đấy. À, biết cá nó ăn không? Hôm trước ở đây câu một buổi thì hôm đó là không có máy nổ. Đấy, hôm bữa nay thì có máy nổ. Bây giờ ra đồ thôi, tranh thủ thôi. Hôm nay Lộc sẽ dùng kỹ thuật câu lục cần tay và dùng một cần tay khác để xả mồi nhá, không có bơi ra thật. Nhất Long F2 thì cây này khá cứng nha, ngọn tương đối to. Cái này để đánh cá mè cần tay hoặc là đánh lục cần tay ok. Mọi người thấy cái ngọn này chắc phải 2 ly á, to lắm. Đây, lục 5m4. Cái dây trục này là Lộc dùng trục Toro 7 chấm nhá, cũng không có to lắm, đúng là phải đánh 8 chấm luôn kìa. Đây, hôm nay là câu cái tam 12. Tam này của anh Thiệp Đắk Lắk nhá. Cái dòng tam này thì cái tay nó không có dài lắm, nhưng mà cái họng tương đối rộng. Cái này đánh vẫn săn hàng ok nhá. Mà Lộc thấy cái form này để đánh cần tay cũng tương đối hợp lý. Phao này thì cái ngọn là cái ngọn cánh này hơi nhỏ nhỏ. Đấy, phao này bầu 28 nhá. Đánh hạt phao to to xíu luôn. Nếu mà chuẩn đánh, Lộc nghĩ đánh bầu 26 là vừa đánh cần tay thì đánh gần giật nó dễ lên. Đây, màu 28. Ok, bây giờ Lộc sẽ trộn mồi nhá. Xác định là hồ này cá mè khá nhiều, ưu tiên đánh cá mè cá vược thôi. Nói chung cá mè và cá vược vị chua thơm nhá. Thơm này, cái vị khóm này rất là thơm này. Thêm ít trứng sữa nữa. Khoai lang ủ chua. Cái khoai này là cái mùi rất là ngon. Nhiều xíu. Đây là có ít bột sầu riêng này. Cho vào cho thơm. Lộc cho thêm ít bông tuyết vào nhé mọi người nhá, để cho nó ra xương. Cho hết luôn. Rồi, bóp lên thôi.
trộn mấy vị đấy vô là thấy mồi nó mềm mềm. Cái này ra xương ok lắm nhá, căn độ ẩm các thứ là đánh đài cần tay, đánh cá mè ok lắm. Xương mạnh lắm nha mọi người nhá. Đây, Lộc sẽ cho thêm hai gói khó chịu vào. Làm sao cho xả cho cái mồi nó tiếp đáy, phải xuống đáy mới được nhá mọi người nhá. Đánh lục là cá làm sao để dụ nó xuống tới sát đáy thì mới ok. À còn thêm một vị nữa. Hy vọng là cá chấm nó vô ăn ngô. À ngô, cũng không cần nhiều ngô, cần này ngô thôi. Ok lắm rồi. Mồi xả này kiểu này là rất là ok rồi đấy. Giờ là cái câu xả mồi bằng cần tay. Lại giới thiệu với mọi người, một số anh em thấy Lộc câu lục đầu cần xả mồi bằng cái này rồi. Khả năng một số anh em cũng chưa biết đúng không? Cái này xả mồi rất là hay luôn, để đánh lục đầu cần xả mồi rất là chuẩn. Đây mồi bỏ vào đây thôi, thích cho xương thêm cho xíu để nắp vào nhá. Lộc đã thiết kế rất ok rồi. Lộc đang dùng cây cần 5m4 này, nối dây vào và đưa ra cho này xuống nước tiếp nước này, xong rũ đầu cần nhé. Rũ đầu cần thì nó sẽ mở ra, mồi sẽ rớt ra đấy. Giờ Lộc sẽ xả mồi cho mấy em xem. Mấy cái cục mồi đầu Lộc cho thêm ít mồi váng ở ngoài để cho nó tạo xương từ trên mặt nó xả xuống. Bắt đầu xả mồi nhá, đưa ra đê vào cái chỗ phao thôi, nhả ra thôi. Mồi sẽ rớt ra ngay ở vị trí phao luôn. Đánh ưu tiên đánh mè với vừa có khả năng nó ăn vô giữa ổ luôn đấy, không như kiểu đánh cá chép. Cá chép khả năng phải đón được ngoài, nhưng cái này Lộc xả mồi nằm ngay ở chỗ vị trí lưỡi luôn. Cái chậu này phải tầm 2,5-3kg luôn đấy. Lộc sẽ xả có khoảng 1kg mồi trước nhá, sẽ xả khoảng 1/3 trước, xong rồi tí sẽ xả dần dần. Nói chung là cứ tí sẽ xả một xíu, tí xả xíu, chiến thuật là như vậy. Hy vọng buổi câu hôm nay sẽ lên hàng nhá. Bây giờ là 9 giờ đúng nhá, Lộc đã căn bản xong xuôi thủ tục, ngồi chơi đợi chờ thôi. Hòa Đại Nhân là một cần thủ, hiện tại là vừa câu đài vừa câu lăng xê, công tác ở chỗ Gia Nghĩa nhưng mà nhà ở trên huyện Cờ Rông Nâu. Hôm nay đi theo Lộc là đi chơi và tham khảo kỹ thuật câu lục đầu cần. Hải Ngô thì ngồi ngay bên cạnh Lộc bên tay trái thôi. Cái hôm đầu tiên Lộc câu là hôm đó là camera quay các kiểu về nhà nó lỗi thẻ nhớ, cuối cùng mất hết dữ liệu, chỉ còn cái cảnh Lộc bơi lặn bắt con cá mè ở phía trên này thôi. Đấy, con mè cũng khá to, nó kéo tuột dây đầu cần nó bơi lên kia đấy. Bắt cá luôn nhá. Ui cá mè to. Không cần vợt đâu, bỏ vợt ra. Để quay đi đừng cho rung. Mày à, mày đòi cướp cần của anh à. Mày ngồi từ sáng đến giờ luôn. Mày. Ui. Bữa nay dìu cá bằng tay. Ăn vào miệng thịt trò luôn nhá. Ui mẹ bò mẹ trắng đây. Mẹ trắng. Mẹ mày trắng. Ăn vào miệng thịt trò luôn này. Có cái vợt để chú đây. Thôi con. Bắt sống. Đưa vợt đây. Mày. Đây mọi người nhá. Ngồi từ sáng đến chiều. Nó kéo được một lần duy nhất cái ăn vào miệng xịn sò luôn này. Ui con mè khá to. Ăn vào miệng xịn sò luôn nhá, quay lưỡi này. Ấy. Mà sao buộc bữa nay buộc cái dù đầu cần buộc ẩu quá. Hôm nay dịch cá dòng kiểu cá không được sướng lắm. Lên cá. Hôm nay là không vác công nghệ va đi nên không quan sát được dưới đáy hồ, nhưng mà thấy có tín hiệu kiểu cá đá phao rồi, không biết là có cá lớn hay không. Đấy, thôi kệ đi, để tôi ngồi đợi chờ tín hiệu đẹp rồi đóng thôi. Để uống nước để tăng lực bo cá cho nó khỏe. Uống vào hốc vào cẩu cá cho nó gọi là bạo lực nhá. Có những cái điểm câu Lộc để ý là không có tí tiệu tâm nào đâu, nhưng mà đặt camera có camera quan sát thì thấy là cá rất nhiều dưới nhé. Đấy, có những cái hồ là như vậy, nó không có tí tiệu tâm nào đâu nhưng mà cá vẫn nhiều. Cái công nghệ camera dưới nước này là không có mang đi. Thôi kệ thôi, mời mọi người uống nước nhá. À khỏe rồi, cá đè đi. Bánh mì nhá. Ui, con này con 33 rồi. Con này 33 rồi.
ghê không? Ui, cái tăm lên như cái mâm luôn này. Con này, con này tăm này không phải là tăm tăm cá đâu nhá, Lộc nghĩ là bà ba tăm ghê thật đấy. Cầu cho con ba ba vô đóng cho nó bao phê luôn. Rồi ngày kia đi thứ ba là đi sáng thứ ba đi đi lên từ đấy là chưa đánh tới trưa ngày mai chạy về ấy là được. Vừa hụt mất con rồi. Cực vất vả đúng không? Lên cái vảy này này. Ui. Vừa lên cái vảy cá vược nhá mọi người nhá. Đây là vảy cá vược cũng chắc à. Hụt mất con. Tiếc ghê luôn, ngồi từ sáng giờ luôn. Hải thu cần rồi, Hải câu toàn cá con nó phá không à. Ôi, nản thật. Từ sáng giờ giật được một phát nhá mọi người nhá. Thôi về thôi, giờ nắng chói quá rồi. Từ sáng giờ thì giật mất được 1-2 lần ấy, được lên vảy con cá vược. Buổi câu này thất bại nhá. Thôi giờ cuốn đồ rồi thôi, bữa sau sẽ quay lại. Bây giờ là 1 giờ chiều nhá. Kế hoạch của mấy chú cháu là sẽ câu đến ngày mai luôn nhá, sẽ câu xuyên đêm luôn. Cày lắm. Hiện tại thì Lộc quan sát ở dưới nước thì nước khá đục nhé. Và gần như kiểu chưa có con cá nào vô. Nắng nhỉ. Đưa đứa vợt đi, ông tự ông vợt đi được mà. Dính sốc, dính sốc. Con này ăn dính sốc. Phê. Dây thẻo mấy chấm vậy? Cước hay dù? Cước 2.5. 2 chấm hay 2.5? Con này phải tầm 2 ký ngoài rồi. 2 ký rưỡi có. Ủa to lắm. Con này ăn sốc, dính sốc, dính sốc. Dính ngoài, dính vào. Ok. Cẩn thận gãy vợt. Ui, con này to lắm. 2 ký ngoài rồi. Đưa đưa xem coi. Rút cái vật, rút cái cần ạ. Ôi ồ. Con này tầm 2 ký hơn đấy. Ui, còn cái vật đã không này. Đây, dính ngoài vào. Dính sốc. Tập trình là 2 ký hơn 2 ký ạ. Nha. Ok, cao quang lên con đầu tiên. Cá vược. Đây rồi chú ấy đấy. Đây. Cá vược. Chưa có vợt nữa kìa. Vợt đâu rồi? Chưa lắm à? Vợt chưa. Đây cháu nó ăn đây vợt. Đấu liền đấy, lòng liền đấy. Phê thật đấy. Con này to hơn con nữa. Đưa vợt cho chú.
xuống máy phát rồi, chịu đóng nữa. Không ôm cần. Ok. Lên. Lên hàng. Ui con này to quá này. Đây. Hải quay sát ra đây chưa? Từ từ nhé. Con nó to hơn con này. Thôi được rồi chứ. Đóng vào bụng. Này. Nhìn này, vừa đã không? Phê nhỉ. Quay rõ chưa? Rồi chưa. Ok, con đầu tiên. Quá khỏe luôn. Đưa cho cháu luôn. Này, cắt đi. Đưa sang bên rộng bên kia luôn đi nhé. Thì cháu vẫn để rộng bên đây. Mày chết. Mày chết này. Mắc phê luôn. Mày hai vượng à, phê không? Bò bằng chết luôn. Có vợt đây rồi. Có rồi, có rồi. Phê, mắc phê. Con này không có to lắm. À đúng. À đúng. Ok. Con này mày á. Nhưng mà mày ta. Mày trắng à? Ô con này mày trắng này. Ok, quá quá tuyệt vời luôn. Mày trắng mới gọn là ngon nhá. Con này mè trắng nha. Mè trắng, mè trắng. Không có to lắm. Mè trắng nha, con này chuẩn là mè trắng rồi. Đây Hải, con mè mè trắng nha. Mè trắng xịn cho luôn nhá Hải ơi. Nhưng mà ôm con mè giúp chú cái. Cẩn thận nhá. Ok, hai con rồi nhá. Phê thật, đánh gần tay, đánh lục. Cần này phê lắm. Đấy. Đấy, con mè trắng. Ok. Ôi, con mè trắng phê thật. Nếu đóng mè đen nó to hơn thì còn phê nữa cơ. Con một đời không có to lắm nhá. Lục đang dùng cái tam 12 nhá, của Thiệp Đắk Lắk. Ui, xước cái dây này luôn rồi. Thôi kệ, cứ đánh đi. Đúng là đứt, tính sau nhá. Bây giờ 6 giờ 18 phút rồi. Trời chưa tối hẳn. Hiện tại không thấy có con cá nào dưới ổ nữa rồi. Cái camera dưới nước này, cái này nó quay có hồng ngoại thôi, nhưng mà ban đêm hồng ngoại nó có bị bóng nước, nó rất khó nhìn. Đấy nhìn này, bóng nước nó cứ nó nhẹ nhẹ nhẹ. Có cá vô sát camera mới thấy được. À, đây này, thịt heo rừng. Heo rừng lai Campuchia. Đấy, heo rừng Campuchia lai. Đấy. Lai. Đây là bắp chuối. Đấy, bắp chuối. Đây là thịt rừng trên cây. Đấy. Thịt cây. Cao quang này được một con, lộc được hai con rồi. Đấy, hải ngô gần được. Ui kiến này, kiến vô nhiều lắm. Đấy, kiến cao rồi đấy. Không nhặt đi, nhặt vẫn được đấy. Logic mà. Đây là cơm nhá. Đấy, nhặt. Rồi thấy không? Thấy cháu thấy mà. Cháu bên okay. Này thấy mà. Đây là cái nhà rẫy của người ta. Tối là mấy chú chó, mấy anh em chạy. Nó theo kinh nghiệm anh Long miền Tây, anh Hiền miền Tây câu đêm ở chỗ này này, là nó cá ăn giấc tầm 90 giờ. Đấy, nhưng mà hai anh là gần được cá thôi. Bong với hụt không bắt được con này. Nói chung là cứ nghỉ ngơi ăn uống rồi đợi thời cơ. Đồng ép chặt con dài trong chín rồi. Ăn cái miếng thịt miếng nó ăn chín trước, ăn trước đi, ăn miếng này đi. Miếng này chín đây. Ok. Sẽ gọi là chín đến đâu mình ăn đến đấy. Chín này, cái miếng này là chín vàng này nhá. Còn hai xuyên kia nó to hơn là tí ăn sau. Này. Hải ngô là lực sĩ nhá. Thể hình đấy. Gì? Đấy. Hình mập đi. Khoe ngực cho mọi người xem qua. Ngại gì thằng này nó đô như lực sĩ. Chưa vợ nhá. Đấy, cô nào mà là cần thủ thì có ưng anh này không thì Lộc kết nối cho nhá.
Đấy, thịt nướng. Thế đây gọi là thịt thịt heo rừng lai. Cái bà này bà bán, bà mua đâu ở bên Campuchia về. Đấy, gọi là heo rừng lai Campuchia. Đấy, rau này, dưa này, muối tiêu chanh này, bia này, thịt này, thịt với lại đây là trứng với thịt nữa này. Đây có 4 lon bia nhé. Lộc và Cao Quang khả năng là sẽ mỗi người 2 lon. Hải Ngô thì tuy đô con lực lưỡng nhưng không biết uống bia. Hai ăn luôn đi. Đây. Chúc mừng chàng lỗ là giờ đây vô địch. Lộc đánh lục được 2 con phê thật. Thôi mời mọi người nhá. Nếu nếm con cho chấp hai chú, mỗi chú thêm chục con nữa. Hải Ngô thì hồi chiều nay tổng cộng là mấy chục con rồi. Lòng tông đếm không hết. Đấy. Mọi người nhá. Mát thật. Bia gì đây? Heineken nha, rất là ngon. Mời mọi người á. Bỏ vào mồm rồi mới mời. Đấy. Ông này ăn tham lắm, không mời ai. Heo rừng. Heo rừng Campuchia, đúng không? Làm thêm khúc ớt nữa này. Đấy. Hoa quả. Hoa quả. Muối tiêu chanh này. Rau với trái cây á. Ok. Mời mọi người nha. Còn cái hoa chuối. Còn một món ngon nữa. Đây này, hoa chuối nha. Bỏ cái đèn đèn đi. Ăn. Mình cắt ăn vậy đó. Mình bẻ bên tay nó mới bẻ ra. Chín rồi. Nó bẻ tay là nó bụng ra. Nó sẽ như kiểu thịt gà ấy. Đấy, tí Hải ăn sẽ cảm nhận được cái món dân dã này. Ăn rất là ngon. Ăn rồi. Đấy, ok chưa? Đây, cái này ăn với ăn chuẩn là kèm đây này. Đấy, nó chát chát. Mà chát chát ngọt ngọt nhá, ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm, chín hết rồi. Chín hết rồi con à. À, miếng à. Con là miếng. Ngọt lắm nhá. Nóng lắm. Chát hơi chát chát. Nóng lắm. Không chát mấy đâu. Nóng lắm. Nóng mới ngon không ạ? Không cầm được luôn. Tách ra. Đang nóng lắm. Tôi ăn được mà. Hại. Chú thì nói gì? Đây, để hại biểu diễn. Mình cắt rồi sao miếng to chứ ta. Hại này. Đấy. Mời mọi người nhá. Đôi con lực lượng, miệng rất to. Hành trình là câu đến ngày mai cơ. Tầm 8 rưỡi gì đó là mấy chú cháu mấy anh em sẽ tiếp tục săn hàng nhá. Hy vọng đêm nay sẽ lên cá vượt hoặc cá mè to nhá. Bật cái camera dưới nước này. Nhưng khả năng là hơi khó nhìn thấy cá tại vì ban đêm quay hồng ngoại dưới nước có vẻ hơi khó. Nó bị cái bóng nước này. Vẫn thấy nhá, nếu cá mà vô sát thì khả năng vẫn thấy. Bây giờ khoảng tầm 9 rưỡi rồi. Lúc nãy ra là lục ra cần lục là mất đứt mất hai cái lưỡi lục dưới. Chịp nhẹ. Lên này con này. Ui con này to lắm. Để cá mè bò đây. Phê. Mè trắng rồi sao ấy. Mè trắng không. Mè trắng mọi người. Phê sát đấy. Mè trắng nha mọi người nha. Ủa chỉ có tí như người à? Rất khó bắt luôn nhé.
Ok. Kết thúc một ngày một đêm, lọc được hai con cá mè, một con cá vược. Cao Quang được một con cá vược, Cao Quang đánh sốc nhá. Ở cái hồ này đến thời điểm này Lộc thấy thì đánh lục có vẻ ok hơn. Nó dễ va cá hơn, có khả năng đóng được cả cá mè và cá vược. Hiện tại Cao Quang và Hải về rồi, còn mình Lộc thôi, Lộc đang cuốn đồ. Thành quả cuộc hành trình đợt này đây. Bên này là vị trí của Hải Ngô câu bên này. Đây. Cái con chất lượng lại là cái con cá vược kia kìa. Chất lượng con cá vược to lắm. Đây. Cá vược này. Đây là mè trắng này. Mè trắng này Lộc mang về cho ông anh ông làm gỏi được hai mè trắng nhá. Mè trắng không có to nhưng mà cái size này làm gỏi mới ngon nhé mọi người nhá. Hải Ngô câu được rất nhiều cá này nhá. Cá này là cá mã. Con này là con chất lượng này. Ây, cá vược này. Phê không? Ây. Đẹp không? Cá vược cực kỳ đẹp. Lộc vẫn sẽ tiếp tục câu ở hồ này nhé. Sẽ đưa ra các phương án để câu hiệu quả hơn. Hy vọng sẽ đụng được cá chấm, cá chép, cá vược, cá mè. Bắt được nhiều con luôn nhé. Video tạm dừng đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sắp tới nhé.